đồng loạt kiểm tra 3 điểm tập kết, phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Kinh Long. Tại điểm tập kết hàng hóa, địa chỉ: ngõ 1, thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. Đoàn kiểm tra phát hiện và tạm giữ 1.868 bộ tay nắm cửa đi, 1 bộ 2 chiếc, 208 chiếc thân khóa đa điểm cửa đi, 1.660 chiếc thân khóa đơn điểm cửa đi, 1.660 chiếc miệng khóa cửa đi một cánh, 208 chiếc miệng khóa cửa đi hai cánh, 400 chiếc lõi khóa một đầu chìa, 70 chiếc lõi khóa hai đầu chìa, 780 chiếc bản LHC400A-12, 520 chiếc bản LHC400A-14, 150 chiếc bản LHC400A-16, 300 chiếc bản LE3D cửa đi, 600 chiếc thanh chốt cửa phụ, 180 chiếc bản LE1D, 960 chiếc bản LE lá, 250 bộ chống gió ST320121 bộ 2 chiếc. Toàn bộ các sản phẩm trên đều mang nhãn hiệu Kinh Long. Tại điểm tập kết hàng hóa, địa chỉ: số 23 thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, đoàn kiểm tra phát hiện và tạm giữ 105 chiếc thanh chốt có chữ Kinh Long, 55 chiếc tay nắm cửa đi có chữ Kinh Long, 21 chiếc thân khóa cửa đi đơn điểm có chữ Kinh Long, 15 chiếc tay nắm cửa đơn điểm có chữ Kinh Long. Toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu của công ty trách nhiệm hữu hạn Kinh Long Việt Nam. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp điều tra, xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.